Khởi nghiệp từ năm 1980, trong thời kỳ đổi mới, trải qua bao biến động của nền kinh tế, cùng với những nỗ lực không mệt mỏi của từng cá nhân, sự gắn kết bền chặt của tập thể, giờ đây Tâm Việt đã trở thành một thương hiệu của chất lượng và niềm tin. Hiện nay, Tâm Việt Group được nhiều người biết đến và lựa chọn trong lĩnh vực kinh doanh văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh cũng như các loại hình dịch vụ nổi bật khác. Năm 1980, trên địa bàn thành phố Vinh còn chưa phát triển các trung tâm dịch vụ kinh doanh mặt hàng văn phòng phẩm, thì cửa hàng Minh Tân đã là địa chỉ nhiều người tìm đến để mua sắm văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực này, vào năm 2007, mô hình cửa hàng được chuyển đổi sang giai đoạn mới với sự ra đời của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Tâm Việt. Đây là mốc son ghi dấu sự phát triển và là tiền đề để Tâm Việt ngày càng lớn mạnh hơn. Thời điểm năm 2014, nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng, không chỉ trong địa bàn tỉnh Nghệ An mà còn với thị trường Hà Tĩnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Hà đã có mặt tại địa chỉ số 6 đường Ngô Đức Kế, thành phố Hà Tĩnh. Công ty Hoàng Hà là cánh tay nối dài của Tâm Việt, cùng nhau cung cấp đầy đủ, nhanh chóng cho khách hàng các mặt hàng văn phòng phẩm và đồ dùng học sinh đảm bảo chất lượng, từ các thương hiệu nổi tiếng, uy tín với giá cả cạnh tranh. Trong sự phát triển của Tâm Việt Group, có thể nói năm 2016 là một năm có nhiều dấu ấn. Không chỉ vận hành hai công ty kinh doanh văn phòng phẩm và đồ dùng học sinh là của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Tâm Việt và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoàng Hà, mà Tâm Việt Group còn mở rộng ngành nghề kinh doanh sang các lĩnh vực dịch vụ khác. Sự ra đời của công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Tràng An với nhiều hoạt động đa dạng như điều hành tour du lịch, đại lý vé máy bay, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, cho thuê xe, thực hiện các dự án giáo dục, trường học. Ngoài ra, Tâm Việt Group hiện đang đầu tư thêm trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng môi trường. Để Tâm Việt Group có được những bước phát triển như hôm nay, trong suốt những năm qua, chúng tôi luôn có sự đồng hành của các nhà cung cấp uy tín, đảm bảo về chất lượng như Campus, Cocuyo, Minh Châu, Hải Hà, Bitex, Casio, giới Westship, Hải Tiến. Công ty Tràng An cũng gửi lời tri ân đến các thương hiệu như Tập đoàn Mường Thanh, Vietnam Airlines, Lào Airlines, Amazing Thái Lan cùng những thương hiệu khác. Là một đơn vị kinh doanh có truyền thống lâu năm, Tâm Việt Group đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt với hệ thống khách hàng trong và ngoài tỉnh. Cùng sự hỗ trợ ưu ái từ các khách hàng, giờ đây những sản phẩm do Tâm Việt Group cung cấp đã đến với người tiêu dùng ở các huyện thành thị trong tỉnh Nghệ An cũng như địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và cung cấp sang thị trường nước bạn Lào. Ngôi nhà chung cùng Tâm Việt. Đối với Tâm Việt Group, mỗi nhân viên, đối tác, khách hàng đều là một thành viên của ngôi nhà chung. Hữu nghị, hợp tác, chia sẻ, phát triển để cùng nhau thành công là điều mà chúng tôi lựa chọn trong kinh doanh. Đến với Tâm Việt Group, mọi khoảng cách sẽ được xóa nhòa bằng sự gắn kết, chia sẻ lợi ích hài hòa, cùng hỗ trợ nhau trong kinh doanh. Từ mối quan hệ thân thiết với các đối tác của mình, Tâm Việt Group tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới sự phát triển bền vững, chặt chẽ để luôn dẫn đầu trong hoạt động kinh doanh, cung cấp các sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh, phục vụ tốt nhất thị hiếu của người tiêu dùng. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, năng động, có kinh nghiệm làm việc, Tâm Việt Group luôn hướng tới chất lượng phục vụ tốt nhất, giá cả cạnh tranh về chế độ hậu mãi, bảo hành uy tín. Năm 2016, công ty đã tổ chức thành công chuyến tham quan du lịch tại đất nước Hàn Quốc dành cho những khách hàng thân thiết. Đây là dịp tri ân những khách hàng đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững của gia đình Tâm Việt Group. Để tiếp nối những hành trình khám phá thế giới cùng gia đình Tâm Việt Group, năm 2017, công ty sẽ tiếp tục đưa ra những chương trình hậu mãi hấp dẫn dựa vào kết quả kinh doanh, doanh thu sản phẩm của các đơn vị. Tâm Việt sẽ mang đến cho các khách hàng thân thiết có nhiều đóng góp cho công ty những phần quà ý nghĩa. Hy vọng rằng, cùng với nỗ lực đóng góp của mỗi một thành viên, Tâm Việt Group sẽ luôn là một gia đình lớn mạnh trong tương lai.